Hello, xin chào các bạn. Mình là Tâm từ Emosai và mình đang có gian hàng của MSI tại sự kiện Comotech 2018 ở Đài Loan. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng cái gian hàng này để xem có họ có những gì mới ha. Ok, các bạn thấy là rất là đông người ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái chiếc laptop mà họ để bên ngoài đây. Đây là mẫu GS63. GS63 sử dụng công nghệ Nvidia Max-Q. Thì công nghệ này sẽ làm cho cái máy của bạn nó mỏng hơn rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ thấy là cái vòng bezel này nó mỏng đi vì cái khung máy nó đã mỏng đi sẵn rồi. Thì ở đây là họ sử dụng chip Intel thế hệ 8 i7, sử dụng card 1070 8GB, màn hình có kích thước là 15 inch Full HD và đặc biệt là tỷ lệ là một cái tần số quét là 144 Hz. Và họ nói rằng đây là chiếc laptop đầu tiên có cái màn hình có tần số quét là nhanh nhất, chỉ nặng 1,88 kg, chưa tới 2 kg, cũng nhẹ đó. Và đây chúng ta có gì? Chúng ta có bàn phím LED RGB khá là mỏng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tiếp. Và đây là cái hệ thống làm mát của cái laptop này. 3 quạt. Ok, và tiếp theo là chiếc GS63. Đây là một chiếc laptop mới vừa ra mắt ở Việt Nam gần đây thôi. Và hãy xem những gì đặc biệt. Đó là những laptop này nó có một cái đèn LED ở đằng sau rất là mới. Đây. Và bên này có thể đồng bộ với bàn phím. Ok, và đây là một cái phần mềm mới của MSI, đó là MSI App Player. Đây là sự hợp tác giữa Qtouch, một nhà sản xuất phần mềm giả lập, và MSI. Từ với cái phần mềm này, nếu bạn nào đã dùng Qtouch thì sẽ rất là quen thuộc giao diện. Các bạn có thể cài đặt game. Mở game lên mà chơi bằng bàn phím mà chuột luôn. Ở đây chúng ta có hệ thống nút keymap này. Các bạn có thể chơi những game bắn súng rất là dễ dàng. Okay, mình sẽ đi hết một vòng laptop và chúng ta sẽ đi vào những linh kiện khác ha. Đây là chiếc GT75 Titan. Bạn sẽ thấy nó rất là dày. Và cái sản phẩm này sử dụng một card 1080 Intel Core i9, màn hình 17 inch 120Hz. Và dĩ nhiên nó sẽ rất là nặng và rất là dày. Chúng ta sẽ có cái gì mới ở đây thì tiếp thời. Okay, và năm nay MSI mang đến một cái sản phẩm mới không nằm trong phân khúc gaming, đó chính là laptop dành cho người dùng văn phòng với tên gọi là PS42. Thì cấu hình này nó cũng khá là ổn khi sử dụng chip Core i7 thế hệ 8. Cấu tấm có độ kích thước 14 inch và trọng lượng chỉ khoảng 1.2 kg thôi. Chúng ta cùng xem bên trong ha. Bên ngoài là một màu bạc, hiện tại thì chỉ có màu bạc thôi. Cái viền nó rất là mỏng ha các bạn ha. Và ở đây chúng ta có bàn phím và không có nút phím số. Ở đây là cảm biến vân tay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào những cái sản phẩm khác, không phải là laptop nữa. Ở đây là khu vực trưng bày triển lãm đèn của MSI, cái tính năng mà đồng bộ đèn. Thì đây, mình sẽ cho các bạn thấy là cái ứng dụng này nó
nó làm được gì, thì nó sẽ đồng bộ đèn của màn hình, đèn của chuột, đèn của bàn phím và đèn của tai nghe, cũng như là các dải đèn khác các bạn sẽ thiết lập ở phòng máy của bạn. Và đèn ở trong bao mạch chủ bao gồm đèn của tản nhiệt, đèn của RAM, đèn của cạc màn hình. Đó. Và các bạn có thể hoàn toàn chỉnh ở đây hết. Giờ mình bấm sẽ là color shift. Thì tất cả cái đèn này từ trên màn hình cho tới chuột, cho tới bàn phím nó sẽ thay đổi hết. Đây các bạn có thể xem cái vòng demo ở đây. Okay, tại mình đã bấm nó thay đổi rồi, bây giờ mình sẽ bấm về chế độ rainbow trước ha. Đó, các bạn thấy đi. Tất cả đều đang được đồng bộ. Ok, giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào bên khu vực bên đây. Ok, và đây là màn hình mới của MSI với tên mã là Optic MAG271CA. Cái màn hình này có gì đặc biệt? Đó chính là cái phần mềm mà các bạn có thể điều khiển được, không thay vì phải xài những cái nút ở đây, nút nằm ở khu vực này. Thì ngoài đó giờ những cái chuyện, những cái bằng phần mềm mà thay đổi độ sáng, độ tối trên màn hình nó không có, thường thường chỉ có trên laptop thôi. Thì đây là một chiếc màn hình của bạn có thể tùy chỉnh rất là nhiều thứ. Đây, bạn có thể chỉnh được những cái đèn ở đằng sau màn hình này luôn. Cái này nó có một cái hệ thống đèn, đèn tắt bó tiêu rồi. Để mình chỉnh lại để cho các bạn coi ha. Ok, chúng ta hãy xem một chút coi nào. Rồi, và chúng ta đã có đèn rainbow ở đây. Và đây là chỉ một phiên bản mới bình thường thôi. Mình sẽ đi qua một phiên bản đặc biệt hơn của chiếc màn hình này. Đây, đây chiếc màn hình này thì cũng như bên kia, nhưng mà nó sẽ có cái đèn LED RGB dưới đây. Mình sẽ đợi cái anh này chơi xong và cho các bạn thấy cái phần mềm này nó có điểm gì đặc biệt. Sorry, can I see the software? Software? Yeah, Mystic Light. This, I want to see in the monitor. Yeah. This one we use still series. Yeah, I want to see that. Okay. Bên cái màn hình này nó sẽ có một cái phần mềm đặc biệt hơn, đó là phần mềm SteelSeries Engine. Thì những bạn nào sử dụng chuột hay phím của SteelSeries sẽ biết phần mềm này. Và đây là một phiên bản đặc biệt dành riêng cho màn hình. Đó. Thì với phần mềm này, khi mà dùng màn hình này á, các bạn chơi những game như Dota hoặc là CSGO hoặc những game mà cái phần mềm này hỗ trợ, thì cái dải đèn LED ở phía dưới nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều thứ. Nó sẽ cho bạn biết khá là nhiều thứ của cái màn hình này. Ok, và ở đây ví dụ như mình chọn cái vùng này, nó là vùng này trên bản đồ này, trên màn hình ha. Thì các bạn sẽ chọn được là các bạn chọn hiển thị máu, đạn, số người bạn bạn hạ gục, số headshot. Đó. Hoặc là với game Dota. Hoặc là với game Dota 2 ở đây thì chúng ta sẽ chọn được khu này. Giống như đây là khu vực máu, máu của bạn thì gần hết thì nó sẽ biến thành màu đỏ. Và các bạn có thể chọn về mana, số KDA của bạn. Rất là hay cho những bạn nào mà hay chơi game. Rồi, ok. Và màn hình này thì hỗ trợ AMD FreeSync. Ở đây chúng ta sẽ thấy thêm một cái nữa là cái tay cầm chơi game của MSI mới ra. Về căn bản nó rất là giống tay cầm Xbox, nhưng mà nó nhẹ hơn rất là nhiều và nó hỗ trợ những game trên PC.
Rồi, và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái màn hình là hỗ trợ Nvidia G-Sync. Cái màn hình này nó có cái đèn ở đây luôn, rất là đẹp ha. Và màn hình này thì khá là dày. Một điều đặc biệt của MSI là họ chỉ sử dụng tấm nền VA chứ không phải là TN hay IPS giống như những nhà sản xuất khác. Hồi nãy mình cũng hỏi là họ có ý định sử dụng tấm nền IPS không hay là tấm nền VN không thì họ vẫn chưa trả lời. Họ nói là hiện tại chúng tôi cũng chỉ sử dụng tấm nền VA thôi. Và đây chúng ta có một màn hình rất là dài với tên mã là MAG491C. Đây là màn hình 49 inch wide với độ phân giải là 3480x1080. Thì với cái màn hình này các bạn nào chơi những game đua xe hay bắn súng thì sẽ được có cái góc nhìn rất là rộng. Và cái màn hình này đang nối với một cái máy là gọi là máy Trident A, sử dụng 32GB card 1080T nguồn 450. Và các bạn có thể thấy là cái anh này đang chơi game với màn hình độ phân giải này và số frame, số khung hình đạt được là hơn 90. Ok, bây giờ mình sẽ về khu vực của PC. Thì hồi nãy mình đã đi một vòng khu này rồi thì xin cho các bạn thấy những cái gì mà nó mới. Ok, đây là mainboard B360 mới của MSI Titanium. B360 là bộ mạch dành cho những con chip Kabilex nhưng với giá thành rẻ hơn, là dòng H và dòng Z. Tiếp theo chúng ta có cái gì nè? Ở đây chúng ta có các bo mạch B450 mới của MSI, B450 và X470. Đây là cái bo mạch hỗ trợ dòng AMD Ryzen mới đời 2 như là con 2007X. Đây, ta có B450 Tomahawk rất là đơn giản và B450 Pro. Ở đây là một số cam màn hình, thì mấy mẫu cam màn hình này không có gì mới ngoài trừ mẫu này thôi. Đây là mẫu RX570 Mark II, thì họ có một số sự thay đổi nhất định ở các cánh quạt và các ống đồng này. Okay, đây là một bo mạch chủ rất là đẹp được trưng bày ở đây. Đây là X399 Gaming Pro Carbon. À, chúng ta hãy cùng nhìn thêm. Ở đây chúng ta có hai tấm tản nhiệt khá là lớn dùng cho hai khe M2, một khe ở đây, một khe ở đây. Các bạn thấy là em ở đây trang bị rất là nhiều cái tản nhiệt ở đây, 8 GB. Nhưng mà có một điều hơi buồn một chút là họ không trang bị cái lớp đằng sau này, cái lớp siêu cho phía mặt sau. Và ở đây chúng ta có gì hãy cùng đếm qua ha. Chúng ta có hai cổng để clear BIOS và CMOS. Chúng ta có 6 cổng USB trên đây và 3 cổng dưới là 9, 1 cổng Type-C là 10, 2 cổng LAN, Wi-Fi và audio. Và đây là thông số kỹ thuật của chiếc bo mạch này.
thì bo mạch này có 3 cổng M2, nhưng mà các bạn có thể sử dụng một cái thiết bị đặc biệt được bán riêng để nâng cấp thành 7 cổng M2. Rồi, chúng ta sẽ qua bên này, khu vực bo mạch. Thì năm nay ở Computex này họ không công bố những bo mạch mới, chỉ là những bo mạch mà chúng ta đã biết rồi thôi. Chúng ta có H310, B360. Oh, mình nhớ rồi, ở đây còn một cái phần cứng khá là mới, mình sẽ cho các bạn xem. Rồi để mình qua bên kia lấy cái khác đi. Đâu rồi. Đây là MSI Gaming Premium Stacker, viết tắt là GPS. Thì nhìn á, căn bản nó sẽ là một cái đồ gác tai nghe, nhưng mà nó có một cái màn hình ở đây nó hiển thị, và đây là một cái đốc sạc không dây QI. Hồi nãy mình đã thử với Samsung Galaxy S9 và cái điện thoại này iPhone thì nó đều sạc được bình thường. Đây là những tính năng highlight, những tính năng đáng chú ý của cái phần mềm này, là giống như sạc không dây, theo dõi thông tin hệ thống và cũng như là bộ chia USB. Ở đây chúng ta có cái cổng USB đây. Thì thông tin về cái này thì mình chưa có nhiều, mình sẽ cập nhật sau ha. Rồi, chúng ta hãy cùng nhìn lại một lần nữa toàn bộ gian hàng của MSI. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái gian hàng khác. Xin chào các bạn.